Mong em đừng buồn vu vơ, nhìn em ta
Oh,
Xin chào phép Trấn Thành được giới thiệu đến quý vị những người luôn luôn vào sinh ra tử của Trấn Thành, đó là những người bạn của thực tích cùng bước dậy Siêu Tiên UK Dance. Họ đã dành ra rất nhiều thời gian để luyện tập ra tiết mục này, và đây là vở vũ kịch hài đầu tiên mà Trấn Thành đã thí nghiệm suốt 20 phút tại Việt Nam mà không nói một tiếng nào. Hy vọng là nó làm cho quý vị hài lòng được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều, và xin được giới thiệu những vũ công mà thường họ chỉ đứng sau ca sĩ. Ngày hôm nay
họ chứng minh cho quý vị thấy họ cũng là những nghệ sĩ độc lập, nghệ sĩ có tính sáng tạo, những nghệ sĩ yêu nghề, và họ luôn luôn đoàn kết với nhau tạo thành một tác phẩm theo Thành nghĩ Thành rất là thỏa mãn với tác phẩm này. Và xin giới thiệu Lâm Vinh Hải, Xuân Thảo, nhân vật đẹp trai nhất Hoàng Minh, anh chàng đẹp trai Quang Đăng, người đã dàn dựng âm nhạc cho tiết mục này A Quán, và vũ công Văn Quý. Xin giới thiệu á quân của năm, á quân của chương trình Tết Cùng Vui Nhảy năm nay, Đình Long, và người biên đạo rất là nhiều cho các phần diễn trong tiết mục đó là Huỳnh Mến, và cô bé thật xuất sắc Mỹ An. Bên cạnh đó có đôi chân ba lê hàng khủng Việt Nam Thế Trung, và ngoài ra Nhật Anh. Và một lần nữa đội Sơn Nhân Tinh Cái Đen xin kính chào quý vị. Vào